Vâng, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của Triệu Đức Ô Tô Cũ Hải Dương. Thì buổi sáng ngày hôm nay bên em vừa về một mẫu xe i10 sản xuất 2016, tên tư nhân, biển của anh Tuyên Quang. Và bên em đang chào bán với mức giá là 355 triệu đồng. Là em sẽ bao rút hồ sơ và vận chuyển cho anh chị và các bạn trên toàn quốc. Anh chị và bạn có nhu cầu mua ô tô cũ thì hãy liên hệ trực tiếp đến em qua số điện thoại là 0975 567089. Và sau đây em sẽ quay tổng thành chi tiết bên ngoài chiếc i10 này. Một chiếc i10 sản xuất 2016, động cơ 1.1 3 xi lanh, số tự động, giá cực kỳ rẻ luôn, 355 triệu đồng. Em sẽ bao hồ sơ và vận chuyển cho anh chị và các bạn trên toàn quốc nhé. Một màu đỏ, đỏ cực kỳ đẹp. Anh chị và bạn xem video lần đầu của em thì hãy để lại cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới bên em đang về theo ngày tháng. Và đây một chiếc i10 này em bán rẻ nhất đất miền Bắc luôn, chỉ có 355 triệu đồng thôi. Này em sẽ bao hồ sơ và vận chuyển cho anh chị và các bạn trên toàn quốc nhé. Xăng thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhá các bác nhá. Xăng dòng này đi mức tiền ao nhiên liệu của nó thì cỡ khoảng tầm 4.7 cho đến 5 lít 100 km thôi. Xe cực đẹp luôn. Màu đỏ này thì bác nào hợp mệnh màu đỏ. Mệnh hỏa thì dùng thì quá ok. Mua về chúng ta không phải đổi màu ạ, để nguyên cái màu này mà đi. Một chiếc i10. Giá rẻ nhất đất miền Bắc các bác ạ. 355 triệu đồng này em đã bao rút hồ sơ và vận chuyển cho anh chị và các bạn nhé. Về phần sơn vỏ bên ngoài này, anh chị và các bạn là mua về là chúng ta không phải làm gì cả, mà chúng ta sử dụng ngay, không phải chi phí gì. Một màu đỏ cờ rất đẹp. Đây, lốp đằng trước thì cỡ khoảng được tầm 80%. Lốp đằng sau thì lốp mới cứng luôn các bạn. Lốp đằng sau là mới cứng luôn. Lốp đằng sau là mới tinh nhìn tinh luôn, còn 95%, lốp rất là dày và sâu. Đây, và sau đây em sẽ quay tổng thành nội thất bên trong chiếc i10 2016 này. Và cam kết anh chị và các bạn nha, chiếc i10 2016 này là không dịch vụ, không taxi một ngày một giờ đâu nha các bạn nha. Anh chị các bạn là mua về là chúng ta sử dụng ngay, chỉ có 355 triệu đồng thôi. Là em sẽ bao rút hồ sơ và vận chuyển cho anh chị trên toàn quốc. Xe thì được trang bị một túi khí. Đây các bạn này. Xe đời rất là cao. Đây. Bàn phanh đây. Vẫn còn nguyên bản luôn. Xe thì đã được chủ nhân độ lên màn hình. Nội thất rất là tươi. Cửa thì em đóng rất là nhẹ nhàng thôi. Đóng rất là nhẹ nhàng và cửa tự vào. Một chiếc i10 2016. Giá chỉ có 355 triệu đồng thôi anh chị và các bạn ạ. Cực kỳ rẻ luôn. Rẻ nhất thị trường. Bác nào mệnh hỏa thì dùng thì quá ok. Chúng ta không vay gì cả. Đây, trần trăng búp các bác nhé. Trần trắng bốp luôn này.
cần trắng bốp luôn. U10 thì phong dáng rất là đẹp. Chiếc này là không có dịch vụ, không taxi gì các bác nhé. Không dịch vụ taxi một ngày một giờ luôn. Đấy. Anh em xem cái khoang cốp của nó. Đây là khoang đựng lốp xe cua. Anh chị các bạn nào mua về là yên tâm sử dụng rồi. Không mất 1.000 nào luôn. Xe được độ lên xe này là chưa có camera lùi. Tí nữa đang kiểm tra có camera lùi không. Xe cực đẹp lắm các bác ơi. 355 triệu đồng này em sẽ bao rút hồ sơ và vận chuyển cho anh chị trên toàn quốc. Giá cực kỳ rẻ luôn. Xe rất là đáng yêu luôn. Bác nào mà đường, nhà mà phố hoặc là trong ngõ hẹp thì chúng ta sử dụng những cái dòng xe mà nhỏ gọn này thì quá ok. Trước khi anh chị và bạn mua xe thì lên tham khảo xem là cái ngõ nhà mình, cái đường nhà mình, cái cổng nhà mình nó có chật quá không. Nếu mà nó nhỏ hẹp quá thì chúng ta nên chọn những mẫu xe nhỏ gọn đơn giản để vào ra vào cho tiện. Tránh trường hợp mà anh chị các bạn mua những cái xe mà to mà dài quá, đến lúc cồng kềnh mà vào lại không vào được thì lại phải đổi xe thì nó mất rất nhiều thời gian. Đấy. Với hai mình rất lãng phí vì mua ra mua vào là nó đã bị trừ phí rồi. Thế nên là chị và các bạn là phải cân nhắc. Chiếc này thì đã có đề start stop các bác nhá. Không phải đề cơ nữa, đề start stop luôn. Đấy. Mà thí dụ như là các anh trai mà đi mua xe hoặc là các chị gái đi mua xe thì lên dẫn chồng mình đi hoặc vợ mình đi để tham khảo xem là như thế nào, có quyết định mua hay không. Nhiều khi mua về rồi lại vợ bố anh không hợp màu này, đấy, em hợp màu kia, rất phức tạp. Nên là theo em là lên đi mua xe là hai vợ chồng cùng đi. Chiếc này là máy móc nguyên bản nha anh chị nhé. Anh chị và các bạn là máy Y10 là nguyên bản luôn, chưa có ra máy nhá. Sản xuất 2016. Không dịch vụ, không taxi một ngày một giờ luôn. Đây. Các bác này. Đây, những con ốc ở chân máy là nó nguyên bản luôn. Đây. Sơn là tất cả thứ là của nhà sản xuất là chấm nguyên bản các bác nhé. Đấy. Máy nguyên bản luôn anh chị ạ. Xe cực kỳ đẹp luôn. Và đăng kiểm thì rất là dài, đăng kiểm đến tận tháng 11 năm 2020. Anh chị các bạn là mới phải đăng kiểm. Đấy. Và sau đây em sẽ để máy thử. Nổ máy cho anh chị các bạn này. Nghe tiếng động cơ. Đề rất là nhẹ nhàng thôi. Đề start rồi, stop rồi. Chúng ta không phải làm gì cả. Em xem là có số lùi không nhá, có cam lùi không nhá. À, có cam lùi các bác nhá. Có cam lùi. Đấy. Em không biết là giấu ở đâu giờ là có cam lùi. Đây là khoang động cơ của chiếc Y10 2016. Động cơ được ba trang bị, ba máy, ba xi lanh thôi. Thì em nghĩ nó tiêu hao nhiên liệu cỡ khoảng tầm 4 lít 7 xăng trên 100 km.
thì nó chỉ ba máy nên là nó ăn cực kỳ ít xăng nha các bác nhé. Anh chị và bạn nào mua về được cực kỳ yên tâm luôn. Chúng ta là về đi sử dụng là gia đình hoặc là thi thoảng là có chuyến khách chẳng hạn đấy, chúng ta vẫn có thể chở được đấy. Giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 355 triệu đồng thôi là em đã bao rút hồ sơ và vận chuyển cho chị và các bạn trên toàn quốc. Anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp thì đến tại địa chỉ là đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương, hoặc liên hệ trực tiếp đến em qua số điện thoại là 0975 567089. Lái thì cực kỳ nhẹ nhàng luôn, giá thì quá rẻ luôn. Số tự động này thì đi rất nhàn đấy các bác nhé, cực kỳ nhàn luôn, không có gì vất vả cả. Vâng, và sau đây em sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và bạn những video lần sau.